Chương trình Ban Nhạc Quyền Năng do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Mega GS thực hiện. Và đêm nay, tập thi thứ 10 cũng là tập thi cuối cùng của vòng 3 với sự tranh tài của 7 thí sinh. Trước tiên, hãy cùng Bạch Công Khanh gửi lời chào đến các thành viên Ban Nhạc Quyền Năng. Và sự xuất hiện của bộ 3 giám khảo xin được giới thiệu nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Như Quỳnh và danh hài nghệ sĩ Chí Tài. Cho Khanh hỏi là trong những tập trước, ban giám khảo thấy cái sự đánh giá của ban nhạc cũng như là những số điểm mà ban nhạc đã dành cho các bạn thí sinh có thật sự thuyết phục mình hay không? Đối với riêng tôi thì rất thuyết phục. Thế còn không biết chị Như Quỳnh thì sao? Thì mỗi người đương nhiên ai cũng có một ý kiến nhận xét riêng của mình. Trong những cái vòng thi vừa qua thì Như Quỳnh thiết nghĩ là cũng khá là công bằng rồi đó. Dạ, thế còn Chí Tài ạ? Anh thấy là nó rất thuyết phục. Nói chung là ban giám khảo mình thấy ban nhạc rất thuyết phục. Thôi bây giờ Khanh hỏi ngược lại ban nhạc. Anh Hà ơi, anh có thấy những sự lựa chọn của bộ ba ban giám khảo có thuyết phục được mình cũng như là các thành viên khác không ạ? Cách lựa chọn của giám khảo khi mà tặng điểm nè, hay là khi mà sing off á, thì gây bất ngờ. Cảm nhận thấy rằng là có cái sự rất là riêng trong cái quyết định. Cho nên là có một cái cách thuyết phục mà gây được cái cảm tình khi mà nghe những quyết định của ban giám khảo. Dạ, đó là ý kiến của anh Nguyễn Hà cũng như là đại diện cho các thành viên ban nhạc. Có bộ như ban giám khảo với ban nhạc mình rất là đồng lòng. Chúng ta hãy dành cho ban nhạc và ban giám khảo một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Chúc họ làm việc thật là tốt. Khanh xin mời ban giám khảo trở về vị trí những chiếc ghế của mình. Quý vị thân mến, tối nay chúng ta có sự tranh tài của 7 thí sinh và mỗi thí sinh sẽ hát một bài và các thành viên của ban nhạc Quyền Năng tiếp tục chấm điểm. Tổng kết lại, số điểm của các thành viên ban nhạc sẽ có số điểm tạm thời dành cho mỗi thí sinh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một trò chơi thử thách. Chúng tôi sẽ chia ra thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm 3 thí sinh và nhóm thứ hai sẽ gồm 4 thí sinh. Sau mỗi phần thi thử thách của mỗi nhóm, ban giám khảo sẽ thống nhất và chọn ra một thí sinh xuất sắc nhất để tặng điểm 10. Và cuối cùng, chúng ta sẽ gặp lại 7 thí sinh trên sân khấu và bắt đầu tặng điểm. Mỗi thành viên ban giám khảo sẽ có duy nhất một điểm 10 để tặng cho một trong số 7 thí sinh. Nếu như mình thích phần dự thi của thí sinh đó nhất, 3 thành viên ban giám khảo có quyền cho cùng một người điểm 10. Sau khi chúng ta tổng kết các số điểm lại trong đêm nay, 3 thí sinh cao điểm nhất sẽ bước thẳng vào vòng bán kết. Trong mỗi cặp thi đấu, chúng ta sẽ chọn một thí sinh bước tiếp vào vòng bán kết. Thí sinh ở vị trí số 4 sẽ bắt cặp với thí sinh ở vị trí số 7. Và thí sinh ở vị trí số 5 sẽ bắt cặp với thí sinh ở vị trí số 6. Trong mỗi cặp thi đấu, thí sinh nào ở vị trí cao hơn sẽ có quyền lựa chọn ca khúc. Và 2 ca khúc sẽ do ban giám khảo lựa chọn. Ca khúc đầu tiên, Thao Thức Vì Em, một sáng tác của Lam Phương. Và ca khúc thứ hai, Nếu Điều Đó Xảy Ra, sáng tác của Ngọc Châu. Quý vị ơi, như vậy là chặng đua để tìm ra được những ngôi vị cao nhất đang đến rất gần. Sau đêm nay, chúng ta sẽ biết được top 5 thí sinh xuất sắc nhất có mặt tại vòng bán kết. Còn bây giờ, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho thí sinh mở màn đêm thi tối nay, Duyên Quỳnh. Vì sao nỡ đầy lệ rơi rớt từ người ơi, hãy nói cho em một lời tình đôi ta sống mãi. Còn đâu những ngày vòng tay ấm nồng, đường xưa lối cũ trăm năm hẹn thề. Nói yêu đi, ngày anh yêu ai hãy nói.
xưa lỗi cũ, trăm năm hẹn thề, và tình đôi ta chỉ còn mình em. Một bài hát rất quen thuộc, nhạc ngoại lời Việt của Nhật Ngân, Polova. Và bây giờ sẽ là số điểm đến từ ban nhạc. Xin mời Duyên Quỳnh, 1, 2, 3, xoay lại. Và tổng số điểm của Duyên Quỳnh là 85 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí đầu tiên và số điểm này đã được cộng 10 điểm có sẵn từ tuần trước. Bây giờ mình hỏi anh Quang Trung với anh Thanh Thảo nè. Hôm nay hai anh đã cho hai con 10 rất là đẹp mở màn chương trình. Chào Duy Quỳnh, hôm nay em mặc trang phục này anh thấy đẹp lắm, anh rất thích. Từ lúc em ra là anh muốn cho em điểm 10 rồi đó. Với lại cái phần mà thi biểu diễn của em hát rất là thuyết phục với anh. Anh rất ưng ý với cái phần thi này của em. Anh tặng em một số 10. Đó là chia sẻ của anh Quang Trung ạ. Thế còn Thanh Thảo thì sao? Mà thật sự ra anh thấy em cũng chả có áp lực gì cả. Em ra em thể hiện cái bài này một cách rất là có tâm. Mà hơn nữa là em là người thi mở màn cũng rất là nhiều áp lực. Chúc mừng em. Cảm ơn Thanh Thảo và anh Quang Trung. Anh hỏi cặp song 10 này luôn nè. Anh Đăng Khoa với anh Hoàng Bách. Anh Quỳnh hát cái ca khúc này xử lý tốt. Đơn giản vậy thôi đúng không anh? Để anh nói phức tạp hơn cho. Anh rất thích bài hát này, anh yêu bài hát này lắm. Bởi vì đối với anh nó là một bài hát thất tình kiểu nam tính. Khi mà cậu gào thét trong tuyệt vọng, tại sao mà cô ấy có thể bỏ tôi ở giữa đại lộ như thế này. Nhưng mà vẫn có một chút mong chờ theo cách của đàn ông. Và anh thực sự anh thấm bài đó. Và anh không nghĩ là một cô gái sẽ hát bài hát này như thế nào. Khi em bước ra với bài hát này, anh rất là sợ em sẽ hát đúng như cái cách mà anh đang nghĩ. Nhưng cuối cùng em đã làm ngược lại hoàn toàn. Anh thấy đây là một cô gái đang yêu, đang cũng đau đớn. Nhưng mà cách đau đớn của một người phụ nữ khi nói về tình yêu. Cái phần hát tiếng Việt của em hay, phần hát tiếng Anh của em rất hay, nhưng nó hơi có lỗi một chút xíu về từ. Bởi vì bài này anh rất là thuộc, anh hiểu từng chữ của nó. Anh tính đánh em 9 điểm rồi, nhưng câu hát giả thanh ở cuối em lấy lại cái một điểm đó để làm tròn 10 điểm. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Cảm ơn Hoàng Bách rất nhiều ạ. Cảm ơn các thành viên ban nhạc ạ. Bây giờ chúng ta nghe ban giám khảo nhận xét về Duyên Quỳnh. Tôi cảm thấy bạn không hề có một cái áp lực gì cả. Và có lẽ là đêm nay ai cũng cho em là sinh nhật nơi đây. Anh thấy ra em thuyết phục tất cả những anh em trong ban nhạc, cũng giống như là ban giám khảo ở đây. Thì em là một người, đối với anh là em là một người rất thông minh và chịu khó, không có ngủ quên chiến thắng. Chúc mừng em. Em rất xứng đáng với tất cả những lời khen vừa rồi. Xin chúc mừng em. Và rất là hy vọng rằng Duyên Quỳnh sẽ luôn giữ vững được cái phong độ của mình nếu như bạn có cơ hội được bước tiếp vào vòng trong. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa chúc mừng Duyên Quỳnh vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Quỳnh đã cố gắng làm mới cho ca khúc này từ phần cảm xúc cho đến phần diễn, đến cả ngoại hình của mình. Thì mình đã cố gắng hết sức để làm mới ca khúc này. Và rất may mắn là đã được ban nhạc đồng cảm với ca khúc của mình. Quý vị thân mến, ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi thay đổi không khí với một sáng tác của Ngọc Sơn, khúc Tình Nồng, và cùng chào đón Huỳnh Ngọc Hậu. Hãy lắng nghe khúc nhà bừng lên rộn ràng ngất ngây. Chân vui bước mê say, đôi cuồn tim cuộn chi nồng cháy. Nhớ nhé em đêm nay, mình vai kề vai đắm say. Cho câu hát xa bay, cho niềm tin rào rạt ngày mai. Nhìn vẫn trắng phía treo lẳng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn trời vơi người yêu hơn. Nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cuồng trong ngất ngây. Say.
say tuyệt vời. Và đó là Huỳnh Ngọc Hậu. Quá bất ngờ, một sự lột xác. Bây giờ để xem số điểm của Huỳnh Ngọc Hậu như thế nào nha. 1, 2, 3, xoay lại. Xin mời. Và tổng số điểm của Huỳnh Ngọc Hậu là 78 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 2. Khanh rất muốn nghe ý kiến của các thành viên ban nhạc. Chị Hải Phượng, tại sao chị lại cho điểm 8 à? Khi mà Hậu bước ra thì rõ ràng là không phải một mình Phượng đâu, mà tất cả, cả giám khảo lẫn các khán giả cũng bất ngờ. Bạn đã có một cái sự thay đổi một cách ngoạn mục, và đó là cái mà chúng tôi rất là cần. Thế nhưng mà cái lỗi lớn nhất của bạn là bạn đã vô quá sớm. Có thể nói là đi hát thì đương nhiên là ai cũng có lỗi, nhưng mà trong một cuộc thi thì chỉ cần một cái lỗi rất nhỏ cũng có thể làm cho cái điểm của mình nó hơi thay đổi. Tuy nhiên là bạn cũng mang đến một cái không khí rất là sôi động, và Phượng hy vọng rằng là bạn sẽ có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm để có thể bước vào vòng trong. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Không biết anh Khôi thì sao ạ? Chúc mừng Hậu, anh thấy em trình bày tiết mục này rất là tốt. Nhưng mà anh nghĩ là cái phần biểu diễn của em, anh nghĩ là cái giọng hát em nên xử lý bài này cho nó quái thêm tí nữa thì hay. Nó hơi hiền à. Cảm ơn anh Khôi ạ. Anh xin hỏi thêm một người nữa của ban nhạc, đó chính là anh Nguyễn Hà. Trước đây em chưa có từng gặp nhiều cái thử thách, chưa có từng gặp những yêu cầu thay đổi. Nhưng mà trong quá trình làm việc với ban nhạc Quyền Năng mấy tuần nay, thì khi em gặp được những yêu cầu thì anh đánh giá em là người thích ứng theo những yêu cầu rất là nhanh, nên phát huy. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà, và một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Huỳnh Ngọc Hậu thân mến, bây giờ sẽ là những nhận xét của ban giám khảo dành cho mình. Phải nói là cô đó, là cô phải thấy là Ngọc Hậu lột xác hoàn toàn đó. Rất là bất ngờ, con đã thể hiện được gần như là tương đối, và con cố gắng hát hết mình hơn nữa, bốc cháy hơn nữa nha. Chỉ có những sự góp ý của những anh ban nhạc sẽ là một động lực để cho con khắc phục được trong cái dòng nhạc sống động như thế này. Hôm nay là con mặc đồ rất đẹp. Tuy là những cái bước nhảy con thì nó chưa có gọi là điêu luyện lắm, nhưng mà như vậy là được rồi con. Lần đầu tiên con làm vậy là chú đánh giá cái sự nỗ lực của con rất là cao. Chúc mừng con. Tôi cũng đánh giá cao cái việc mà em thử thách với chính mình. Thì tôi chỉ mong là bây giờ em phải sửa soạn tâm tư sẵn sàng để bước lên cái nấc thang cao kế tiếp. Tôi nghĩ là em xứng đáng làm cái việc đó. Cảm ơn. Cảm ơn những lời khen của ban giám khảo đã dành cho Huỳnh Ngọc Hậu. Chúc mừng Huỳnh Ngọc Hậu. Hậu muốn thay đổi mình hơn để hướng tới một cái dòng nhạc mới, chinh phục được các ban giám khảo, các anh chị trong ban nhạc. Quý vị nhớ ủng hộ Hậu nhiều hơn nữa nhé. Quý vị thân mến, tiết mục tiếp theo Khanh tin chắc rằng cũng sẽ mang đến rất nhiều bất ngờ với một sáng tác của Diên An, Vết Thương Cuối Cùng. Và cùng chào đón Ca Ư Sa Mi. Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để hồn ta bay cao. Từ vòng cuộc vui đã chẳng nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi tiếng cười yêu quá ta tơi. Thả một lần đi cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên nhận xác chưa tàn uốn, mai mốt xa cuộc vui chẳng còn mong những ngôi.
qua. Đường tình vừa tan, xác thân tao dã rời. Mong một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui. Và đó là Kau Zami. Trời ơi Kau ơi, mỗi lần hát hay quá, cứ nhói tim kiểu này, sao mà vết thương cuối cùng được nè. Thôi bây giờ xoay lại nha, xem điểm của mình bao nhiêu. 1, 2, 3, xin mời. Tổng số điểm của Kau Zami là 82 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Đầu tiên Khanh xin hỏi anh Khôi trước ạ. Em hát bài Bossa Nova này rất là hay. Anh thấy em feel trong cái bài này rất là tốt. Và cái nhịp nó cứ rất là đều đặn, rất là tốt. Chúc mừng em. Dạ cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Bỉnh Khôi ạ. Không biết tại sao người phụ nữ này hôm nay sao khó tính thế. Chị Hải Phượng. Tại vì hôm nay chị không cảm thấy cái hồn nằm ở trong cái bài đó. Nhưng mà chị nghĩ rằng là tại vì chị là nữ giống em cho nên chị chưa cảm thấy. Nhưng mà chắc có hai anh trên kia cho 10 là chắc cảm thấy rồi đó. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Không biết thì anh Nguyễn Hà có cảm thấy đồng ý kiến với chị Hải Phượng không ạ? Cái chuyện rằng là có cảm thấy cái hồn hay không, cảm đó là của riêng mỗi người. Cho nên là mình thôi tôn trọng cái cảm đó của chị Phượng đi. Nhưng mà đúng là hôm nay anh thấy em hát rất là phải nói là rất là thoải mái với lại cái nhịp này. Em có thể lơi một chút, rồi em có thể thả giọng những cái luyến em trải dài một chút để mà em thả được những cái chữ ra cho nó tự nhiên với cái nhịp nhạc này, rất là gợi cảm. Một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều. Kau Zami ơi, bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho mình. Cảm ơn em đã cho chúng tôi nghe một bài hát rất là êm dịu, rất nhịp nhàng. Và tôi thích nhất là cái đoạn cuối, cái chữ mộ phần em hát rất là nũng nịu, rất là dễ thương. Xin cảm ơn em rất nhiều. Quỳnh thì nhận thấy là Kau Zami hát ca khúc này tuy là gọi là vết thương cuối cùng nhưng mà nó không quá, nói như anh Đức Quy là không có thảm, nó không có đau khổ đến mức độ mà tôi phải chết đi được. Và thì thường thường người ta bảo ra là có nhiều cách chết. Dạ. Thế nhưng mà chỉ có tình yêu đó là cái cách duy nhất mà nó giết mình, nhưng mà nó không cho mình chết, nó cho mình sống ngất ngư để mà cảm nhận cái chết của nó. Em hát rất là nhẹ nhàng, cũng rất là tự tin. Một lần nữa chị Như Quỳnh xin chúc mừng Kau Zami. Cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo đã dành cho Kau Zami ạ. Thôi hy vọng rằng là ban giám khảo sẽ có ấn tượng với bạn, lát nữa tặng cho bạn 10 điểm, được không nào? Cảm ơn quý vị, hãy dành một tràng pháo tay cho Kau Zami. Lát nữa chúng ta sẽ còn gặp lại cô ấy. Hôm nay với mục đích Kau Zami hát bài này cũng muốn là cái sự đau khổ của nó nhẹ nhàng, nó bình thản chứ không nên quá đau khổ quá. Quý vị và các bạn thân mến, ba thí sinh đầu tiên đã hoàn thành phần dự thi của mình. Bây giờ sẽ là trò chơi thử thách. Trước mắt chúng ta là ba loại nhạc cụ. Thứ nhất, Kau Zami đang cầm đó là đàn cò. Duyên Quỳnh đang sử dụng đó chính là đàn bầu. Và Huỳnh Ngọc Hậu với một cây sáo. Các bạn ấy sẽ phải mô phỏng lại những giai điệu của bài hát bằng âm thanh của nhạc cụ này để cho ban giám khảo đoán được tên bài hát. Mỗi một bạn sẽ có một phút. Nếu như bạn nào thể hiện mà ban giám khảo đoán được tên nhiều bài hát hơn, bạn đó sẽ có ưu thế. Và những cái đạo cụ này chúng tôi giúp cho cái phần thể hiện của các bạn thêm màu sắc. Và sau cùng chúng ta sẽ xem thí sinh nào ấn tượng và thú vị nhất, tặng điểm 10 cho thí sinh đó. Thôi bây giờ nam mình thi trước được không nè. Xin mời Huỳnh Ngọc Hậu, một phút của bạn bắt đầu. Xin mời. Duyên Phận. Chính xác, bài số 2. Ừ,
Bài số 2 bạn bỏ qua không? Bài số 3 luôn, bài số 3 luôn. Bắt kim thang. Chính xác. Qua bài số 4. Sao chưa thấy hồi âm? Chính xác. Bài số 5. Thôi nhé Đà Lạt nữa. Tên bài hát là gì chị Phương? Là Lan Hoàng Hôn. Thương về miền đất lạnh phải không? Chính xác. Tên bài hát là cậu. Chính xác. Quay lại bài cũ. Bài số 5. Nhanh lên, thời gian sắp hết nè. Bài số 5. Số 2 đi anh ơi. Bài số 2. Và thời gian đã hết. Đoán được mấy bài rồi nè. Bài đầu tiên là bài Duyên Phận, bài phải không? Bắt kim thang và Sao chưa thấy hồi âm, Thương về miền đất lạnh và Cỏ úa. 5 bài, quá xuất sắc. Xin cảm ơn Huỳnh Ngọc Hậu. Bây giờ xin mời Duyên Quỳnh. Với tiếng đàn bầu, chúng tôi quy định là bạn sẽ tạo ra một cái âm thanh nó như thế này. Ông làm giống như là ông ăn cái gì vậy. Và 1 phút của Duyên Quỳnh bắt đầu. Bài đầu tiên. Dạ, qua. Qua. Bài số 2. Bạn giám khảo nói được không ạ? Đừng khó khăn thôi. Chính xác, qua bài số 3. Bài gì vậy? Em ơi, nở đàn sao gì đó. Được gì? Sao anh nở đàn quên phải không ạ? Chính xác, qua bài tiếp theo. Anh ở đâu đấy anh? Chính xác, bài tiếp theo. 7 ngày đời mong. 7 ngày đời mong. Chính xác, bài tiếp theo. Biển cả. Chính xác, bài tiếp theo. Lại đá. Chính xác, quay lại bài cũ. Bài số 2 chưa đoán được. Thời gian đã hết. Và với phần dự thi của Duyên Quỳnh, ban giám khảo đã đoán được 6 bài hát. Bây giờ sẽ là phần dự thi của Kazumi với tiếng đàn cò. Chúng tôi quy định cho bạn một cái âm thanh cho nó dễ nha. O, o, o. Và 1 phút bắt đầu. Bài gì ạ? Còn thương đâu đắng mọc số hè. Chưa hả? Chính xác. Chưa hả? Chưa nếu mà trời còn sao mưa giông. Sao mưa giông? Chính xác. Bài số 2. Chú ếch con hả? Chú ếch con. Chính xác. Bài số 3. Bỏ qua. Bài tiếp theo. Em biết không, anh đang khổ vì ai, khổ vì... Khổ vì ai? Chính xác. Bài tiếp theo. Bài gì? Thời gian sắp hết, tên bài hát là... Chuyện ba mùa mưa. Bỏ qua. Chính xác. Còn 10 giây. 5 giây. Chính xác. Và thời gian đã hết. Hết giờ. Dạ, tổng kết lại, Kazumi đã giúp cho ban giám khảo đoán được 5 bài hát. Rồi, bây giờ sẽ là thời gian của ban giám khảo chúng ta đưa ra quyết định của mình. Một trong số 3 thí sinh ở đây, ai là người ấn tượng nhất? Phần dự thi của Huỳnh Ngọc Hậu, ban giám khảo đã đoán được 5 bài hát. Kazumi, ban giám khảo cũng đoán được 5 bài hát. Và Duyên Quỳnh đã giúp ban giám khảo đoán được 6 bài hát. Chúng ta vẫn có thể căn cứ vào lý do đó để chấm điểm. Một điểm 10 duy nhất sẽ dành cho ai? Xin mời ban giám khảo. Về số lượng bài hát thì hai người là 5 bài. Dạ. Còn cô Dương Quỳnh thì được 6 bài. Nhưng không phải là cái số lượng không đâu. Dạ. Mà là cái cách để mà diễn tả cái âm thanh nhạc cụ ra, cái đó mới quan trọng. Thì là Hậu làm tốt, và cô Kha Ư cũng làm tốt. Nhưng chúng tôi đã quyết định là thấy là cái phần giả cái đàn bầu là có duyên nhất. Và điểm 10 dành cho Duyên Quỳnh. Chúc mừng Duyên Quỳnh, bạn đã có điểm 10 đến từ phần thi thử thách. Cảm ơn các bạn thí sinh đã hoàn thành phần thi thử thách của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị thân mến, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo, mở màn nhóm 2. Một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, Trả Nợ Tình Xa. Xin mời quý vị cùng đến với Nguyễn Hoàng Nam.
cho hết, cho hết cho người, cho luôn mắt môi nụ cười, cho sống đời con hư khơ. Nay gió gió bay về trời, nay hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Yeah, yeah. Mắt đã mù loà vì đời tiên xa, tóc rối bạc màu yêu nhau, nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả sống đời con hư khơ. Mời quý vị chúng ta cùng xoay lại xem số điểm của Nguyễn Hoàng Nam là... Xin mời! Tổng số điểm của Nguyễn Hoàng Nam là... 81 điểm. Anh đang đứng ở vị trí thứ 3. Khanh rất muốn ý kiến của anh Trung Sinh à? Tới lúc này sao hầu như thấy thí sinh nào cũng hay vậy. Nhưng mà nói chung thì... anh rất thích cái phần feel đầu tiên của em. Rất là hiện đại, rất là tinh tế. Rất là hay. Cảm ơn anh. Cảm ơn Trung Sinh à. Bây giờ chúng ta nghe chia sẻ của chị Hải Phượng nè. Cái bài này là có rất là nhiều ca sĩ đã biểu diễn. Nhưng thực sự là nghe cái phiên bản này Phượng cảm thấy rất là thích. Thứ nhất, không cảm thấy mệt. Cảm thấy một cái sự hưng phấn. Mà rõ ràng là bạn đã xử lý, bạn tính toán rất kỹ câu nào lên, câu nào xuống. Và thả những cái chữ như thế nào và dừng những cái chữ như thế nào để có thể cuốn hút tất cả chúng tôi đi theo cái bài của bạn. Và thêm một cái nữa là Phượng rất là bất ngờ là ủa mới có một tuần đã qua mà trả nợ tình xa tóc hết trơn rồi hả?
Thì khi thì khi mà cái hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, sau đó người ta mới nghĩ đến là cái nội dung như thế nào. Và rõ ràng là cái hình ảnh và cái nội dung lần này nó hoàn toàn đi đôi với nhau. Và Phương nghĩ điểm 10 là xứng đáng. Cảm ơn chị nhiều. Giờ cho điểm 10 rồi, có gì đâu mà ổng khen đúng không Bách? Không, nhưng mà thực ra là cái của em cảm nhận thì nó là hơi khác với chị một chút. Đó là cái điểm 10 này dành cho nam chính là điểm 10 của một cái sự nỗ lực và tập trung tối đa và tính toán rất đúng điểm rơi của tất cả mọi thứ ngay cả trên sân khấu. Và nam tạo hình một cách rõ ràng về cái bài hát của mình, muốn khán giả nghe cái gì, muốn khán giả nhìn thấy cái gì, thì nam là người đang điều khiển được cái điều đó trên sân khấu ngày hôm nay. Chính là lý do Bách cho nam điểm số tối đa. Bách rất hạnh phúc. Cảm ơn nam. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Đối với Như Quỳnh thì lúc nào Như Quỳnh cũng đánh giá rất là cao về sự đầu tư của Nguyễn Hoàng Nam. Không biết các bạn ở đây có đồng ý với tôi không ạ? Mỗi phần trình diễn của Hoàng Nam đều có được cái sự đầu tư rất là kỹ lưỡng, không những về ngoại hình mà cả lẫn giọng hát. Và tôi để ý rất là kỹ từ cách nhả chữ của bạn cho tới những cái lúc mà bạn hát, bạn ánh mắt của bạn lộ cái vẻ như là bất cần đời, hất cái áo đi, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không, cứ trả. Tôi rất thích. Em là một người ca sĩ có tâm và lúc nào cũng tôn trọng cái sự biểu diễn của mình, lúc nào cũng đầu tư, cứ là nghĩ ra mình phải làm một cái gì đó để cho người ta thấy là mình quý cái nghề của mình. Em làm gì rất tốt, anh rất là yêu quý những người như em. Cảm ơn em. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo đã dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Một càng có tay lớn hơn nữa dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Bài hát vừa rồi thì thực sự là Hoàng Nam hát cảm thấy đã lắm. Với hai điểm 10 của anh Bách và chị Phượng, Hoàng Nam cảm thấy rất là vui. Thấy rằng là những cái gì mình cố gắng đã được đền đáp. Và ước ao quý vị khán giả cũng sẽ ủng hộ cho Hoàng Nam tiếp tục nhé. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Ngay bây giờ sẽ là một sáng tác của Triết Phạm, Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ, với sự xuất hiện của Đào Ngọc Sang. Nụ cười em luôn trên bờ
chút buồn và nụ cười em luôn trên bờ môi. Và đó là Đào Ngọc Sang. Bây giờ xin mời số điểm của ban nhạc dành cho Đào Ngọc Sang. 1, 2, 3. Xoay lại. Số điểm là... Và tổng số điểm của Đào Ngọc Sang là 86 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Xin mời các thành viên ban nhạc. Đầu tiên xin mời anh Khôi ạ. Chúc mừng Sang đã có một phần biểu diễn rất là tốt. Anh rất là thích những cái đoạn mà cao trào ở phần gần cuối á, em đẩy lên rất là cao trào, rất là hay. Nhưng mà riêng cái bài này á, thì lại cái đoạn mới vào á, hình như em chưa được nóng máy lắm nên cảm thấy chỗ đó em xử lý nó chưa có khéo lắm. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Cảm ơn một lời khen của anh Khôi ạ, có chữ nhân rồi đó. Anh ơi, còn 2 tập nữa thôi, hết mùa giải năm nay rồi đó. Đừng tiếc điểm 10 anh nhé. Em xin mời anh Hoàng Thắng ạ. Điểm 10 đến từ anh Hoàng Thắng. Nói chung là anh với chúc mừng Giang là phần thi của em rất là ok, tốt. Cho nên là anh dành điểm 10 cho em. Em cảm ơn anh Hoàng Thắng rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc. Bây giờ là những lời nhận xét của ban giám khảo dành cho Đào Ngọc Sang. Hát rất hay, xử lý bài hát rất là tình cảm, không gì để nói. Phần trình diễn kỹ thuật cao, giọng đẹp, hát rất là thông minh. Xin chúc mừng em. Một câu rất ngắn gọn, vẫn rất là phong độ. Chúc mừng Ngọc Sang. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo đã dành cho Đào Ngọc Sang. Và lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Đào Ngọc Sang trong phần thi thử thách. Chắc là lần đầu tiên Sang được 5 điểm 10 từ các anh chị trong ban nhạc. Cảm xúc bây giờ là cực kỳ vui. Nếu như Sang được vào vòng tiếp theo này thì Sang sẽ chắc chắn là sẽ có một cái màn lột xác nào đó mà Sang chưa bao giờ thử trên một cái sân khấu nào như ở ban nhạc Quyền Năng, nếu như mà Sang được vào vòng trong. Và tất cả mọi người hãy luôn ủng hộ và theo dõi Sang nhá. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một chuỗi các ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà: Tôi Muốn, Huyền Thoại Người Con Gái và Yêu Đời Yêu Người. Và sự xuất hiện của Tuấn Nghĩa. Trên vóc ngà
Và đó là Tuấn Nghĩa. Cảm ơn Tuấn Nghĩa vì đã mang đến những giây phút rất tuyệt vời vừa rồi. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho Tuấn Nghĩa. 1, 2, 3, xoay lại. Tổng số điểm của Tuấn Nghĩa là 86 điểm. Bạn đang đứng vị trí thứ hai cùng với Đào Ngọc Sang. Ý, anh Trung Sinh anh cho 10 điểm rồi nè. Nói quá mà. Nói quá ta sợ chứ sao. Không, nhưng mà nói chung bạn quá là tuyệt vời. Không có thể nào không cho 10 được. Tại vì bắn quá hay luôn. Tại vì giống như kiểu như là bạn truyền cho mọi người ở đây, tất cả luôn, mọi người khán giả dưới ban giám khảo như là được như là trẻ lại vậy đó. À, cứ ai lên cũng lắc lắc theo bản thân trên đây. Xin đánh rồi xin nhắm mắt luôn. Đây có ai già đâu mà trẻ lại em. À vậy hả? Toàn 18 đôi 10 cả đó, ai già đâu. Thì trẻ hơn, trẻ hơn. À, trẻ hơn. Trẻ đi. Ai ở đây cũng trẻ hết. Dạ, xin đó là chia sẻ của anh Trung Sinh à. Thế anh Quang Trung thì sao ạ? À? Điểm 10 của anh Quang Trung. Hà Tân Nghĩa, em hát cái bài này rất là dễ thương. Hát bất bình tĩnh mà điềm đạm. Rất là thích cái cách biểu diễn của em với cái bài hát nha. Vừa rồi, cái bài mashup vừa rồi là cái điểm 10 nó nói thay dùm anh được rồi ha. Em cảm ơn anh. À, anh Thanh Thảo, anh chia sẻ về điểm chính của mình ạ. À. Em hát rất là tốt nhưng mà anh chưa có cảm được là em có hát nó có hồn trong cái bài này. Ông ơi, tôi thấy ông giống như là có voi đòi hai bà chân vậy đó. Trời ơi, ca vậy mà còn. Khi mà em diễn tả ra cái bài mà loài ngông đá, em đưa lên á, loài ngông đá, em lấy cái chữ đá sớm hơn và em ngưng cái chữ đá ra một chút xíu, bảo đảm với em cực hay. Mình lại thấy cái đoạn đó rất là cao trào. Em chỉ là em nhựa em kéo cái chữ đá lên thôi chứ em không phải là em lên thẳng cái chữ đá luôn. Nếu mà anh hát không được anh kéo thử bằng đàn nó giống như nào? Em lên cái chữ đá em lên thẳng và em ngưng ra một chút xíu thì nó sẽ rất là ép phê. Còn của em là em không có ngưng mà cái chữ đá của em nó rất là đơ, nó rất là thẳng, em hiểu không? Còn đá của em là nó hơi cứng, còn đá của anh Thảo anh muốn là đá mềm. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Thôi bây giờ nghe ban giám khảo trả lời nè. Tôi xin ngắn gọn ba cái bài mà em hát của anh Lê Hữu Hà là chúng tôi nghe mấy chục năm nay. Và hầu như là chúng tôi chờ đợi một cái luồng gió mới, một cái lối diễn mới. Và hôm nay xin chúc mừng là em đã làm được cái điều đó, vậy đó. Quá hay. Hay quá, nói gì nữa. Hai từ quá hay. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều vì đã dành những lời khen dành cho Tuấn Nghĩa. Mình hy vọng là với cái cảm xúc hiện tại là đang rất là vui, đang rất là yêu đời và tràn đầy năng lượng như bây giờ, mình sẽ có thể đạt được thêm một số điểm 10 nho nhỏ nữa từ ban nhạc quyền năng hoặc là từ các giám khảo trong phần thi hoặc là do các giám khảo tặng thêm cho mình chẳng hạn. Ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh cuối cùng trong đêm nay với một sáng tác của Lam Phương, Thành Phố Buồn, và cùng chào đón Bảo Anh Gemini. Tiếng thương đời đau buồn em ôm
về gõ gõ kỷ niệm tiếng vui. Thành phố nào lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không anh soi đá u buồn. Giờ không anh hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình. Và đó là Bảo Anh Gemini, một phần dự thi cuối cùng rất dịu dàng và sâu lắng. Bây giờ sẽ là số điểm của ban nhạc dành cho Bảo Anh Gemini. Xin mời 1, 2, 3, xoay lại. Tổng số điểm dành cho Bảo Anh Gemini là 72 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 7. Xin mời nhận xét của các thành viên ban nhạc. Khánh xin mời anh Hoàng Bách. Anh cho điểm 7 này đối với anh là rất thấp trong cái thang điểm ở cái vòng này của anh. Bởi vì anh cảm nhận là em giữa cái cách em hiểu bài hát, hiểu bản phối cho đến cái cách em hát, nó là những cái thể rời rạc với nhau. Anh không cảm được là nó là đang là ban nhạc quyền năng đi tìm một ca sĩ, nó không có sự liên kết với nhau. Anh rất tiếc. Đó là chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách ạ. Hoa Khanh mời anh Thanh Thảo ạ. Với điểm 9 này. Về phần dự thi của em thì nó có những cái chỗ mà nó bị chênh vênh á, anh chưa có cảm nhận được em đang hát chắc chắn về phần trang phục đẹp. Anh cộng cho em thêm một điểm về trang phục. Cảm ơn Thanh Thảo ạ. Với cái bài Thành Phố Buồn ngày hôm nay thì đúng rằng là cái quãng giọng khi em chọn bài này thì quãng giọng lên cao nó là một thách thức đối với là em hiện nay. Nhưng mà với cái tình cảm em xử lý bài hát này thì anh vẫn thấy nó có gì đó rất là thích. Cho nên anh nghĩ là nếu đeo đuổi dòng bolero thì em luyện cái quãng giọng rộng thêm một chút xíu nữa. Anh nghĩ là sẽ có nhiều người thích nghe em hát. Cảm ơn Nguyễn Hà và một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều. Và anh ơi, bây giờ sẽ là những nhận xét của ban giám khảo dành cho mình. Chúng ta thường quen nghe cái bài này bolero, yeah. Nhưng mà hôm nay đổi lại thành slow. Thì có thể là cái này làm em hơi lung túng. Nó làm em hát không có mượt mà. Em hát có, nhưng mà nó không phải dễ như là mình nghĩ là nó có thể hát bất cứ lúc nào đâu. Mình phải rèn luyện lâu nhá. Rồi, xin cảm ơn em. Con nhắc mới hát cái bài này lần đầu tiên hay sao? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Hẹn gì con hát sai lời đó, đúng không? Nhưng mà cũng hay cái là gấp câu 3, câu 4 ở trên để xuống dưới táo lên. Mà cũng hay lắm, tỉnh bơ à. Đâu ai để ý đâu, tại vì bài này chú thuộc thì chú biết. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Bảo Anh ơi, số điểm này chúng ta vẫn chưa ngừng lại tại đó. Nếu như ban giám khảo thích bạn hoặc là phần trò chơi thử thách mình vượt qua thật là ấn tượng, biết đâu bạn sẽ nhận thêm được nhiều nhiều điểm 10 nữa. Dù sao thì cũng đây cũng là một cái gì đó không phải sở trường mà mình cũng đã dám làm, thì thôi kệ tự bản thân mình an ủi là mình đã làm tốt rồi. Các bạn thân mến, 4 thí sinh của nhóm thứ 2 đã hoàn thành phần dự thi của mình. Bây giờ sẽ là trò chơi thử thách dành cho họ. Cũng giống như nhóm đầu tiên, trên tay của các bạn mỗi người đang giữ một nhạc cụ. Nhiệm vụ của chúng ta là mô phỏng lại những giai điệu của bài hát bằng cái âm thanh đó để cho ban giám khảo đoán được tên bài hát. Mỗi bạn sẽ có một phút. Nếu như các thành viên ban giám khảo đoán được nhiều bài hát, các bạn sẽ có lợi thế. Và cùng với cái nhạc cụ này, Khanh muốn thấy được cái sự thể hiện của các bạn biểu diễn cùng với nó sao cho thật thú vị và ấn tượng nhất. Đó cũng là một điểm để ban giám khảo căn cứ vào đó dành tặng cho các bạn điểm 10. Ví dụ như với tiếng kèn trumpet của Đào Ngọc Sang đang cầm thì sẽ có một cái âm thanh rất đơn giản, te, te, te. Ví dụ như cái trống của Tuấn Nghĩa đang cầm, cái tiếng đơn giản hơn, bùm, bùm, bùm. Và tiếng violon của anh Nguyễn Hoàng Nam là e, e, e. Và tiếng guitar của Bảo Anh Gemini là tưng, tưng, tưng. Thôi chọn cô gái thì đầu tiên. Và Bảo Anh sẽ có một phút, một phút bắt đầu. Tăng 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 t
Xin mời đoán ạ. Khi giấc mơ về. Khi giấc mơ về. Chính xác, bài số 2. Ông mới gặp ông. Chính xác, bài số 3. Bài này quen lắm ạ. Qua cài mái tóc. Chính xác, bài số 4. Từng 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 thế từng 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 thôi bỏ cái đi. Bỏ qua bài tiếp theo. Từng 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 và thời gian đã hết. Lẹ gì? Gì lẹ vậy? Dạ em nói rồi, chỉ có một phút thôi ba vị giám khảo ơi. Và ban giám khảo đã đoán được 3 bài hát. Cảm ơn Bảo Anh. 1 phút em tưởng nhiều lắm à? Em tưởng nhiều lắm chứ. Trời ơi. Thôi Đào Ngọc Sang cười tươi quá, chọn Đào Ngọc Sang. Giám khảo ơi, chúng ta đoán nhanh lên, nếu không được bỏ qua, lát nữa có thời gian quay trở lại. Thời gian bắt đầu. Nói nước hôi. Quê hương ba miền. Chính xác, bài tiếp theo. Đưa em về. Bài gì ạ? Tên bài hát. Em về cả trời mưa. Chính xác, bài tiếp theo. Ai về là gì? Bài gì? Ai là chú Quế? Chính xác, bài tiếp theo. Bỏ qua. Và thời gian đã hết. Cảm ơn ban giám khảo. Và số bài hát đoán được của ban giám khảo là 5 bài. 5 bài hát. Xin chúc mừng Đào Ngọc Sang. Thời gian của anh Nam bắt đầu. Giật em mà anh không đến gì đó. Chính xác, bỏ qua, tiếp theo. Nhắn ngõ cho em. Chính xác, bài tiếp theo. Nhưng em không thể. Đúng tâm bài nào? Chưa chính xác. Em đi nhận ngõ đâu? Chính xác, bài tiếp theo. Bỏ. Bỏ qua bài tiếp theo. Bỏ đi, bỏ qua, bỏ qua. Nhìn chiếc lá trong vắt. Chính xác, bài tiếp theo. Nửa phần trăng. Nửa phần trăng. Chính xác, bài tiếp theo. Ấm một tình yêu. Nhanh lên, thời gian sắp hết. Thời gian sắp hết. 3, 2, 1. Chính xác, cái gì? Hết giờ. Thời gian sắp hết. Tôi nói chú Quế thôi, tại biết chứ sao đâu. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Nam. Và số lượng bài hát ban giám khảo đã đoán đúng đó chính là 5 bài. Chúc mừng anh Nguyễn Hoàng Nam. Tuấn Nghĩa ơi, thời gian của bạn đã đến rồi. Và một phút của Tuấn Nghĩa bắt đầu. Bum 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 bum. Sau đó, sau đó. Chính xác, bài tiếp theo. Bum 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 bum. Lại gần bên, lại gần bên em. Chưa chính xác. Lại gần hôn em. Chính xác. Bum 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 bum. Người đi ngoài phố. Chính xác, bài tiếp theo. Bum 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 bum. Bỏ 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 đi. Bum 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 bum. Bàn tay em. Bum bum bum. Bài gì ạ? Em về tiên thôi. Chính xác, bài tiếp theo. Bum 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 bum. Yêu chúng ta đã lại. Chính xác, bài tiếp theo. Bum 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 bum. Vẫn còn thời gian. Lắm rồi, bỏ qua. Hết rồi thì phải. Hết rồi, còn bài đó thôi. Trở lại đi. Trở lại. Lặp lại bài đó. Bài nước quen lắm, tôi tu nhớ tựa. Bum 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 bum. Hết giờ. Hết giờ. Một thời yêu. Tức quá. Để nhớ một thời ta đã yêu. Một thời ta đã yêu rồi. Và số lượng bài hát của ban giám khảo là 5 bài. 5 bài hát. Chúc mừng Tuấn Nghĩa. Bây giờ sẽ là thời gian để các thành viên ban giám khảo chúng ta thống nhất và đưa ra
một thí sinh nhận được điểm 10 ấn tượng. Ngoài cái việc chúng ta căn cứ vào số lượng bài hát đoán được thì chúng ta vẫn có thể căn cứ vào những động tác các bạn làm. Và Khanh muốn nghe quyết định của các thành viên ban giám khảo dành tặng một điểm 10 duy nhất cho ai. Bảo Anh thì làm được nhiều bài nhất là như 2 bài hay 3 bài vậy ta? 3 bài là quá nhiều rồi đó. Nguyễn Hoàng Nam 5 bài. Tú Nghĩa 5 bài. Đoàn Ngọc Sang 5 bài. Đoàn Ngọc Sang 5 bài. 3 người có thể là ngang tài ngang sức. Nhưng cái dụng cụ khó làm nhất là cái trống. Thật ra tôi quyết định 10 điểm tặng cho Tuấn Nghĩa. Chúc mừng Tuấn Nghĩa đã giành được 10 điểm của phần thi thử thách. Cảm ơn các bạn đã hoàn thành phần thi thử thách của mình. Chúng ta vừa đến với phần thi thử thách của nhóm thi thứ hai. Bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta gặp lại các bạn thí sinh của nhóm 1 cùng trở lại sân khấu. Xin mời Huỳnh Ngọc Hậu, Duyên Quỳnh và Cao Sami. Trước mắt chúng ta là 7 thí sinh trong đêm nay. Bây giờ Khanh xin mời 7 thí sinh chúng ta xoay mặt lại để xem bảng điểm hiện tại. Số điểm này đã là số điểm được cộng thêm 10 điểm của phần thi thử thách dành cho hai bạn thí sinh. Bây giờ sẽ là phần tặng điểm của các thành viên ban giám khảo. Quý vị ban giám khảo mỗi người sẽ có một điểm 10 dành tặng cho một trong số 7 thí sinh đang có mặt tại sân khấu. Duyên Quỳnh. Chúc mừng Duyên Quỳnh, bạn đã nhận được điểm 10 của ca sĩ Như Quỳnh. Tôi xin dành 10 điểm của tôi tặng cho Tuấn Nghĩa. Chúc mừng Tuấn Nghĩa đã có điểm 10 của nghệ sĩ Chí Tài. Và điểm 10 cuối cùng của nhạc sĩ Đức Huy sẽ dành cho ai đây? Tôi rất ấn tượng với bài với cái kỹ thuật cao mà nhiều cảm xúc thật tôi có thể cảm nhận được. Đó là phần trình diễn của Đào Ngọc Sang và tôi xin gửi Đào Ngọc Sang 10 điểm. Chúc mừng Đào Ngọc Sang và đã có 10 điểm của nhạc sĩ Đức Huy. Các bạn thí sinh thân mến, điểm số đã thay đổi. Vị trí thứ nhất, Duyên Quỳnh 115 điểm. Vị trí thứ hai, Tuấn Nghĩa 106 điểm. Vị trí thứ ba, Đào Ngọc Sang 96 điểm. Vị trí thứ tư, Cao Gia Mi 82 điểm. Vị trí thứ năm, Nguyễn Hoàng Nam 81 điểm. Vị trí thứ sáu, Huỳnh Ngọc Hậu 78 điểm. Và vị trí thứ bảy, Bảo Anh Gemini 72 điểm. Như vậy, chúc mừng ba thí sinh đầu tiên có mặt tại vòng bán kết. Tuấn Nghĩa, Duyên Quỳnh, Đào Ngọc Sang, một tràng pháo tay chúc mừng các bạn. Bây giờ sẽ là thời gian để các bạn chọn bài. Khanh xin mời cặp thi đấu đầu tiên, vị trí số 4 và vị trí số 7. Cơ Gia Mi, bạn sẽ có quyền lựa chọn. Dạ, Cơ Gia Mi chọn bài hát Nếu Điều Đó Xảy Ra. Nếu Điều Đó Xảy Ra, một sáng tác của Ngọc Châu. Vậy còn anh Nguyễn Hoàng Nam và Huỳnh Ngọc Hậu, anh Nam anh sẽ chọn bài gì? Mình cũng chọn bài Nếu Điều Đó Xảy Ra. Cũng là Nếu Điều Đó Xảy Ra, một sáng tác của Ngọc Châu. Thời gian bắt đầu. Một ngày nào đó, nếu ánh dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu thương kỳ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh bên em vẫn gần, còn tim ta như đã lại buồn ra. Yêu anh mãi như mặt trời.
Gemini. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đá lạnh buốt giá. Thân mến, chúng ta vừa đến với hai phần dự thi của bốn thí sinh. Bây giờ sẽ là thời gian để ban giám khảo đưa ra quyết định của mình. Đầu tiên sẽ là cặp thí sinh Cơ Jami và Bảo Anh Gemini. Tôi xin thay mặt cho Như Quỳnh và Chí Tài để nói một vài điều nho nhỏ trước khi mà nói đến cái quyết định của chúng tôi. Cơ Jami và Bảo Anh đó, Bảo Anh cho chúng tôi cảm nhận được một cái cảm xúc là nếu điều đó xảy ra thì Bảo Anh sẽ là một người cương quyết vượt qua trở ngại bất cứ một giá nào. Thế nhưng mà Cao Jami có cái giọng hát, nó có dày cái kinh nghiệm sống, và cái điều đó nó cho tôi cảm nhận được đó là cô ấy sẵn sàng chờ để mà đúng cái thời điểm khi mà cái sự việc nó bộc lộ cái tự tánh của nó ra. Thì đó là sự khác biệt mà tôi có thể cảm nhận qua được cái cảm xúc mà cái tiếng hát hòa quyện với ban nhạc tạo cho tôi. Còn hai bạn của chúng tôi cũng đã có cái cảm nhận đó, nhưng mà ngoài cái đó họ còn có thêm những cái điều nho nhỏ nữa. Coi từ đầu tới cuối bài, mỗi người đều có cái chỗ xuất sắc ở trên. Ai cũng hát hay và ai cũng có những cái cảm xúc từng đoạn, từng câu. Bảo Anh còn hát cái bài này rất là có nội lực và cảm xúc, nhưng tính từ dòng đầu cho tới bây giờ thì con nó cũng bị nhiều cái một vài cái giới hạn nho nhỏ, mà quyết định của ban giám khảo sẽ chọn Cao Jami. Jami. Chúc mừng Cao Jami là thí sinh tiếp theo được bước vào vòng bán kết. Đó là kết quả dành cho cặp thí sinh Cao Jami và Bảo Anh Gemini. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ sẽ là kết quả của Nguyễn Hoàng Nam và Huỳnh Ngọc Hậu. Cái điều khổ tâm là hai cặp đều chọn cùng chung một ca khúc. Về phía Nam và Hậu, thật sự hai người đều có một cái sắc giọng riêng và thể hiện cái bài này rất là tốt. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định chọn
Nguyễn Hoàng Nam. Chúc mừng Nguyễn Hoàng Nam, thí sinh cuối cùng được bước vào vòng bán kết. Như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với Huỳnh Ngọc Hậu tại đây. Một lần nữa cảm ơn Huỳnh Ngọc Hậu cùng với Bảo Anh Gemini đã mang tiếng hát của mình để lại rất nhiều những kỷ niệm đẹp cho ban nhạc Quyền Năng. Nhân đây Khanh cũng xin chúc cho hai bạn sẽ luôn có sức khỏe thật tốt, giữ niềm đam mê của mình với âm nhạc. Thế giờ ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rượu nồng. Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thầm. Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhúng lụa sao người. À, điều nối tiếc duy nhất của bọn anh khi mà bị rời khỏi cuộc thi này là không được gặp anh chị các anh chị nữa, cũng không được học lỏm các anh chị có kỹ thuật gì để học lỏm nữa, hết cơ hội rồi. Và cũng nhân đây thì xin chúc cho tất cả những người ở lại, người rất là xứng đáng sẽ có một mùa thi thành công rực rỡ. Đây là một cái sân chơi rất là bổ ích, đã rèn luyện Ngọc Hậu để Ngọc Hậu phát triển hơn, tốt hơn. Sau chương trình này, Ngọc Hậu có thể phát triển sự nghiệp đam mê ca hát của mình. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ Ngọc Hậu trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, như vậy là top 5 thí sinh xuất sắc nhất đã bước tiếp vào vòng bán kết sẽ được giới thiệu: Cao Sami, Đào Ngọc Sang, Nguyễn Hoàng Nam, Duy Quỳnh và Tuấn Nghĩa. Thank you.